Tin mừng theo thánh Matthew. Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người pha ri -siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay chẳng ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ vì miếng vá sẽ co lại khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không thể đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị lứt, rượu chảy ra và bầu cũng bị hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến Ở trong cuộc sống Chúng ta thường bị ảnh hưởng Bởi một cái nhận định nào đó Và chúng ta rất dễ lấy cái lăng kính của mình Để rồi chúng ta nhận định các vấn đề Hôm nay những người pha ri siêu thắc mắc với Chúa Giêsu về vấn đề ăn chay. Tại sao môn đệ của ông lại không ăn chay. Thì Chúa Giêsu đã mở ra cho các ông một cái nhìn khác. Khi người ta ăn chay là lúc mà người ta thể hiện cái sự thông hối và muốn quay trở về. Còn ở đây chàng rể đang ở với tất cả mọi người, nghĩa là đang ở trong một cái hạnh phúc của một bữa tiệc đám cưới, chàng rể đang hiện diện với tất cả mọi người thì không lẽ nào người ta lại ăn chay? Chỉ khi mà chàng rể bị đưa đi thì lúc đó mới là cái lúc mà người ta ăn chay. Chúa lại nói đến một cái cách sống, một lối sống mới ở tin mừng, đó là tình yêu, đó là sự tin tưởng cậy trông ở nơi Chúa. Do vậy mà Chúa cần chúng ta đáp trả bằng tình yêu và bằng lòng mến Chứ không phải bằng những cái luật lệ cũ Mà đôi khi chúng ta không diễn tả được cái tình thương và lòng mến ở trong Chúa Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta một sức sống mới Và chính ở nơi Ngài chúng ta có được niềm vui và hạnh phúc Thì niềm vui này phải được thể hiện ra bằng một cuộc đời biết phó thác và cậy trông Chứ không phải là chúng ta sống theo những gì là cũ kỹ của cái nối nhìn không mấy là tình thương. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết sống những gì thuộc về Chúa để rồi chúng ta sống và phó thác cậy trông một cách hoàn toàn trong cuộc đời của mình. Đấy mới là điều mà Chúa cần ở nơi mỗi người trong chúng ta. AMEN